Mình đã thử nghiệm cái khả năng lọc không khí của cái máy lọc không khí Dyson BP04 hay là cái Dyson Big and Quiet. Theo mình thì tất cả những cái máy lọc không khí, đặc biệt là những cái máy dòng cao cấp á, nó sẽ có những cái bộ lọc tương đương với nhau, đều là HEPA 13, đều là than hoạt tính, đều là lọc thô. Do đó, cái quan trọng hơn nhau của cái máy lọc bây giờ là cái máy nào nó có thể mang được một lượng lớn không khí đi qua cái bộ lọc của nó, giữ lại bụi bặm và nó mang không khí sạch lại phòng. Như vậy nó sẽ phụ thuộc vào thiết kế cho cái luồng khí nó đi và nó phụ thuộc vào diện tích hay là tiếp diện của bề mặt của bộ lọc. Thì mình muốn test khả năng của cái máy lọc không khí, mình sẽ test xem là nó có thể mang được không khí đi qua bộ lọc của nó như thế nào. Lý do mình test cái phòng đầy khói là như vậy. Mình đã làm gì để test cái đó? Thì bình thường anh em thấy rằng là chúng ta rất khó nhìn thấy được cái khả năng lọc không khí của cái máy nếu chúng ta không dựa vào cái sensor trên cái máy đó, hoặc là chúng ta không dựa vào những cái máy đo khác, bởi vì vi bụi chúng ta không thể nhìn được bằng mắt. Và như vậy chúng ta cũng rất khó để biết được rằng là trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng hay 5 tiếng hay bao nhiêu lâu thì nó lọc sạch được phòng chúng ta, hoặc là cái báo đèn đó liệu nó đã phải là cái sạch sẽ chưa, hoặc là liệu cái phòng chúng ta nó đã có bẩn hay không. Đó, ví dụ như vậy. Thì mình đã quyết định mang cái máy Dyson BP04 vào một cái phòng có thể tích là 140 m3. Cái mặt sàn là 35 m2 và chiều cao là 4 m. Và mình nhuộm không khí của cái phòng đó bằng khói đốt từ 28 cái nén nhang. Thì sau khi mình đốt 28 nén nhang xong á, thì anh em có thể nhìn thấy rằng nguyên một cái phòng nó khói mù mịt hết. Mình tạm coi mình đã nhuộm thành công không khí của cái phòng đó. Và bây giờ mình tiến hành mình mở máy lọc không khí lên. Và mình bắt đầu đo xem là bao nhiêu lâu thì nó làm sạch không khí trong cái phòng đó, mà mắt mình nhìn thấy nó trong trẻo, camera nhìn thấy nó trong trẻo, và cái chỉ số ở trên cái máy nó báo là đã an toàn để mà sử dụng được, thở được, ví dụ vậy. Ngay khi mình đốt 28 nén nhang hết á, thứ nhất là bằng mắt thường hay là qua hình ảnh video, thì em thấy rằng là cái phòng nó mù mịt luôn. Và mình bật máy lên và anh em thấy là sau thời gian cái phòng nó cứ trong dần. Tức là cái máy nó đã hút không khí được nhuộm khói ở trong phòng vào thân của nó, sau đó nó giữ lại ở cái màng lọc và không khí sạch được đưa ra. Nó cứ luân hồi như vậy. Tới khoảng 2,5 tiếng hay là 2 tiếng 30 phút ấy, mình thấy rằng là cái phòng gần như nó trong như ở cái mức ban đầu mình chưa đốt, hoặc là trong gần như không còn khói nữa. Và theo chỉ số ở trên cái máy lọc không khí ấy, thì nó báo là ở cái mức xanh, tức là cái mức an toàn. Trước đó ngay sau khi đốt xong ấy, mức hiện lên trên màn hình là mức tím. Và trên cái máy đo riêng của mình nó hiện tới hơn 1.300 mg hạt bụi trong một cái mét khối. Tức là rất là độc hại. Thì như vậy mình đưa ra một kết quả rằng là Dyson BP04 hay là Dyson Big and Quiet nó đã hoàn thành nhiệm vụ lọc 140 m3 khí trong vòng 2,5 tiếng. Tức là coi như trong 2,5 tiếng đó đã liên tục lọc làm sao để mà sạch hết 140 m3 đó. Nó hạng mấy mình chưa biết được, bởi mình mới test, đó là cái đầu tiên trong cái điều kiện như vậy. Nhưng mà mình đánh giá khả năng lọc như vậy là tốt. Xin cảm ơn anh em.